Anh Phúc, anh Phúc. Dạ. Cái hộp con dừa ở trong là của anh đúng không? Sao con biết? Em nhận giùm mà. Đúng rồi, của anh á. Mà anh mua làm gì hả? Ăn chứ làm gì? Trời là trời, con đường dừa nó như con sâu vậy mà anh dám ăn. Bình thường rồi, con nó hơi bị ngon luôn, ngâm với nước mắm ớt một cái ăn béo thì thôi luôn á. Rồi em nhìn nó em nổi hết da gà luôn á. Thì sao, thì cưng không ăn được thì anh ăn, mà mấy đứa cưng ăn không được hả? Không có được, tụi nó nhìn là tụi nó chạy hết rồi, da gà nó cục 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 luôn. Anh thấy bình thường mà ta. Anh Phúc. Ừ. Em có ý này nè. Cái gì? Hay là giờ mình cho anh đi. Ừ. Cho anh gì? Cho anh mấy con đường dừa đó. Sao cho nó được? Được. Mấy con đun dừa cưng anh thôi chứ cưng cho nó. Ý là mình lấy mấy con đun dừa đó cho mấy thanh niên kia. Cho anh sao? Đi theo em. Đi. Đừng ác quá nha. Không có, không có đâu. Không có ác đâu luôn, mấy con đó mình ăn được mà. Hay dạ, ý tưởng này hay. Ok, ok. Làm gì mấy cái này? Mở nắp ra kìa. Đây nè, đây nha bạn, mấy con đun dừa nhìn là nổi da gà hết rồi. Ăn được ngon lắm. Được anh Phúc. Được, ăn ngon lắm. À, thôi nhưng mà em không dám ăn. Cứ làm gì này. Bây giờ gót chai nước này vô ly nước. Ừ. Bỏ con đun dừa vô, đem cho tụi nó uống. Mình làm vậy có ác quá không nhỉ? Không có ác đâu anh Phúc. Ăn được mà. Ăn được thì phải uống được. Ok. Đây, bây giờ mày ra đây, ra đây. Ý, đây. Chị. Nó ghê. Đúng xì tin luôn kìa. Anh Phúc cho em mượn cái ống hút. Chị hả? Đây, quậy lên. Wow. À, cái bộ đen đen trong này là có. Ôi trời 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 trời. Rồi, bây giờ đem vô cho nó. Đi, đi. À cha, thằng em dạo này siêng năng dữ ta. Thôi làm việc siêng năng thiệt luôn trời. Quá giờ làm việc rồi cưng, nghỉ ngơi đi. Thôi gán xíu nữa đi anh Phú ơi. Wow, cái này tăng lương được không luôn? Được, tháng này chắc chắn là xét lương thật này. Làm việc giỏi quá mà. Quá đã. Nè, uống nước đi. Có luôn hả mày? Có, mua cho đó. Ừ, cảm ơn nha. Sao mua cho anh nhỉ? Uống mua uống mình thật hả? Anh đi mua uống đi anh Phú. Cho nó uống đi. Uống với em đi. À, thôi tôi uống đi, anh uống tí rồi anh mua. Ừ, uống đi, uống đi. Phải làm việc mệt rồi, tiếp lên năng lượng rồi chứ vô nước rồi. Wow. Quá đã. Ủa, gương xong chứ thật. Uống đừng có để thiếu nước nha gương, tại vì làm mấy máy tính, ngồi máy tính nó bị nhiệt á, uống nhiều nhiều nước, uống thêm đi. Uống thêm đi. Đúng rồi, anh Phú nó hợp lý á. Wow. Đúng vậy rồi. Cái gì? Dưỡng gì chắc trứng đá gì? Đá. Ủa? Ừ. Gì hả? Cái gì vậy? Gì hả? Đâu đâu đâu? Cái gì? Ơ gì vậy đây? Ơ gì hả? Ơi. Sao trong cái ly nước nó có cái con gì, con giống con trùng cái gì? Nguyên con sâu nước luôn anh ơi. Trời ghê vậy. Tới một chuyện luôn mày. Mua đâu vậy? Gì vậy trời? Quả luôn rồi. Muốn muốn nhiều vậy hả? Giờ sao? Anh luôn. Anh chết rồi. Trời ơi, bà bán nước này làm ăn không được rồi. Đi đi theo em, đi, mang vốn, mang vốn. Mang vốn kìa, cưng cưng đợi trước đi. Tao đòi công bằng cho mày thật. Kỳ trời. Đi qua đây nhà. Đi 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 Phúc. Quang mang vốn gì kỳ trời. Quang 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 quang. Tươi. Thôi mà, béo. Wow. Sao thật, cảm giác nãy sao? Sao vậy, mày với Phúc chơi kỳ quá à. Kỳ gì? Hồi nãy mày uống mày còn khen béo đồ các kiểu mà giờ nói như mày. Sao hồi nãy không mình không bữa đi hả? Không gửa luôn á. Không gửa luôn hả? Ừ. Cái gì hả nội chứ? Cái gì hả nội? Ê ê, thật thật thật, không sao không sao. Mày uống xì tin còn đỡ, bây giờ tao cho tụi nó uống trà sữa luôn nè. Tao lấy mà. Bây giờ tao đúng rồi, con này ăn được. Đúng rồi. Nhưng mà có vẻ hồi nãy kệ nhà nó quên rửa, có gửa chết chết trong đó kìa. Thôi nó tiếp tục, tiếp tục. Biết đối tượng thứ hai không? Đừng có gì buồn cho nó. Mình cho người ta được thì người ta cho là mình được. Ừ. Nhưng mà bình thường mà gương cái đó bỏ vô trong xì tin uống béo à. Béo. Béo ha. À, ok ok. À, rồi giờ bắt ra hai con rửa đi nha. Dạ. Rửa đi. Ok ok. Bắt hai con rửa đi. Ủa. Dạ cắn. 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 Mục tiêu thứ hai. Đây bây giờ mình gỡ nó nằm trên cái cục xương xa nè. Đấy, bơi đi, bơi đi. Còn nữa. Tấm. Ơi, tôi bỏ đá vô, bỏ đá vô. Ôi trời. Ôi trời. Chà sữa đi.
trà sữa. Trà sữa thật lúc đầy đủ. Một con có ít phải không? Không, không một con thôi mày. Có gì? Nãy có một con chứ người ta có một con rồi. À, mục tiêu em luôn. Nguyên phí nguyên. Ok. À, em nói dạo này là nó hành hạnh phúc dữ lắm đúng không? Đúng rồi, nó chừng giờ nó cho là nó phá. Rồi, rồi, ok, ok. Bây giờ nó cho lại. Được rồi. Nó... Ui da. Nó làm cà đào. Ok. Có lấy muỗng nhau múc sạch đâu luôn. Có, có luôn. Rồi, đi, 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 rồi, hẹn nó xuống cô ơi. Trà sữa của hai đứa kìa, uống đi. Wow, nhìn này có trà sữa luôn. Giờ mấy đứa nói thèm trà sữa cho nên anh thấy tội nghiệp quá anh mua cho uống đó. Ui, trừ ba trà sữa. Chú Bao nghe không, nghe tốt chưa? Đúng trà sữa luôn. Trời ơi. Ai nhìn mấy đứa suốt ngày đi kiếm chơi với anh thôi, không có biết làm gì chứ. Mình tặng thì mình nói là vui vẻ anh Mô, kỳ anh Mô. Đúng rồi. Cảm ơn Vũ nha. Cảm ơn Vũ nhiều. Có được đồ ăn ngon sung túc cái là cảm ơn được các thứ thiếu lo chưa. Đừng trầu dai dai. Ngon không? Ngon quá rồi. Đặt đồ nhóc ở dưới mấy đứa nó móc lên nè. Để móc lên nè. Móc lên nè. Ba ngọt luôn đúng không? Ngon ngon. Ngon ha. Béo không? Ăn hạt đâu. Béo quá béo. Sự này đâu ngon lắm. Uống nước bớt hạt. Cái hạt kia kìa. Mình biết không có mua chỗ này có hạt là vàng vàng không đâu. Còn màu xanh nữa. Ê. 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 Trà sữa thì có con vậy nè. Gì vậy hả? Ê. Con gì mà nó mạnh. Bố con trà sữa gì mà có con gì em nè. Hả? Nè. Ủa trà sữa có con gì kỳ ta? Nè. Trời kìa. Ơi. Ôi. Mày cái này tóc tóc binh của nó nha. Tóc binh nữa là. Người ta dạo này làm tóc bên hình con này con kia, thế này hình con nhộn thôi chứ có gì đâu. Ơ, ừ, vậy cũng là làng á. Ê, nó là con mẹ của cô ấy. Nó là mẹ con kìa. Ôi, gì vậy? Ai biết được trời trời sao trà sữa dạo này kia hả? Làm đúng rồi, ôi, 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 mày nha. Ê, bà con cái ly của bà đi, coi chừng có đó. Không, coi chừng cái ly này. Được rồi. Mẹ, mấy ly tôi không có rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, con này con gì mà nó mập dữ ta? Gớm quá! Ui, 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 ui. Sao, 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 không phải đâu, biết sao không? Có biết sao không? Nhiều khi trà sữa ta nay có dặn full topping mới. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Ôi trời ơi, ông trời vô trong này sao không? Dòi nó dòi cục như trang như thịt rau câu thôi chứ, dòi dòi đâu mà dòi. Dễ của anh thử đây. Thôi, anh không có thích trà sữa đây. Xác nhận lại. Hả? Trời ơi, tóc binh của nó mà. Không được. Nó là con kìa. Thiệt không? Thiệt. Được rồi, chỗ này anh phải đi kiếm nó lại. Được rồi, không được rồi. Để nó. Được rồi. Đứa này chơi game vui dữ ta. Tranh chơi với dưa hấu nè. Anh dưa hấu mấy đứa. Wow. Đó, dưa hấu bao ngọt bao ngon luôn. Anh đi. Anh đi mấy đứa. Wow. Anh đi. Đâu nhà chơi gì ạ? Đâu Quyên đâu? Quyên đâu Quyên đi. Thua rồi. Đi rồi. Ơi, anh đi. Ngon lắm. Ngon không? Bao ngọt luôn đúng không? Anh em thôi mấy đứa ăn đi, anh ăn chiều rồi. Ngon đúng không?
ngon á. Ừ, chiều anh mua hai trái, anh ăn mình ăn một trái nữa. Vậy chơi vậy không được em không? Không phải, tại chiều mấy đứa bận làm gì đó mà không thấy đứa nào hết trơn, cho nên anh tự gọt anh luôn. Ghê trời, thắng luôn, victory luôn hả? Dữ. Ngon không? Hả? Anh có lựa dưa đâu anh không? Dưa hả? Dưa anh lựa chợ, trời ơi. Ngọt. Ngon không? Ngon không? Trời ơi, anh đi ráng ăn nhiều nhiều vô. Anh, ngon thì cứ ăn nhiều nhiều vô nha. Được rồi anh em ơi. Thêm miếng nữa nè. Nè. Dưa này hơi nhiều mà. Trời ơi, anh kiểu gì mà để rất tùm lum mà quá. Trời ơi, thanh niên này thiệt tình. Mấy cái đứa này. Ê, gì? Cái miếng dưa hết chuyển động kìa. Ủa? Ê, đâu? Không nói sao kìa. Gì? Quay vậy? Trời ơi! Anh ra muốn trả thưởng của con này nè! Không! Sao? Con này là cái con gì mà lên đâu em cũng thấy nó có cái mẹ. Con sâu! Con sâu mà! Con sâu! Con sâu gì không? Cái gì? Con sâu là gì bự? Anh muốn nói đúng rồi! Mày vừa sạch mới có sâu nè! Ừ! Vừa sạch mới có sâu! Thiệt! Nãy chứ thôi anh giải thích cho con này là con đuông dừa! Con đuông dừa! Cái gì vậy? Ủa vậy sao mà sáng con đuông dừa sao sao chú kêu thật thật đâu anh nó tóc con này ăn được mà trời ơi mấy đứa này bình thường á cái con này nè anh nói mấy đứa nghe nè bình thường cái con này là người ta bỏ vô nước mắm ớt á người ta gom ăn thì bây giờ nó béo lắm thế hồi nãy anh ra mấy con ăn đứa lên trên này đó mấy đứa anh nãy giờ đó hồi nãy vừa ăn ngay đúng rồi gì trời ơi anh đúng không anh không nói em nói gì anh biết hồi nãy anh là anh nói rồi anh đã lông nheo quá trời mà không đi mà con này anh được mà nhưng mà anh muốn sáng bỏ ra nhà sửa đúng không nó mò lúc nhúc rồi nhìn chứ làm em chắc lầm người ta thiệt chứ mò lúc nhúc nhìn vậy được không ra nè gì trời ơi gì kì á ừ thì anh rưới béo mà đúng không anh nè 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 nói nè cái xác là con ấy nè trời ơi em ăn ba miếng ấy cái xác là nó nè bố cho kìa không móc chơi chung với bố đâu trời ơi giỡn ngoài này giờ mấy đứa anh thấy ngon khen ngon quá trời mà nói gì hả thôi bố cho kìa quá ô mấy đứa này mới khen ngon quá trời bây giờ trợ mặt thiệt quá em nãy giờ ăn miếng à anh có miếng hả em ăn thẳng ba miếng lên luôn béo không béo béo không béo béo mà không biết cái gì đúng không biết béo không biết cái gì chưa hấu anh mua bỏ nước cốt dừa vô vậy á anh nói cưng nghe nè cái con này bình thường người ta là bỏ với nước mắm đúng không ngâm anh nó cực ngon luôn dạ anh cũng bỏ vô ly trà sữa đúng không bỏ đâu nhả bỏ chứ anh bỏ nào ông nữa ê à, ê ê anh có đồng lõa đâu anh có bỏ đâu làm em chấp nhận người ta lấy trà sữa mất chỉ tin tôi có bỏ đâu ờ anh có bỏ đâu thật bỏ nè nè coi nè nó dám cầm ai dám cầm đâu có bình thường dám cầm kìa không được anh cái hảo làm con luôn hảo không chơi đốt mốt chơi với phú đâu chơi gì trời ơi cái này quá cái này anh cho non cho cái này anh được mà không ăn đi hả anh rồi anh này giờ rồi anh này sáng giờ rồi trống luôn giờ nãy giờ con này nó bò trong này chắc nó không còn ngon nữa đâu hết béo rồi trời ơi cái này còn một vậy thì cắn cái gì nó có cánh đâu cái này còn một con sinh thái của nó luôn nè ghê quá bố ơi bảo lâu nhiều vô đầu dữ vậy nhà sáng nó nhận nguyên hộp nè anh bố đâu kia kiếm mấy con mày trời ơi quá bố á nó dùng dính mang giỏi đi ghê quá bố ơi nó chứ thôi để anh mang mấy con này anh đi ngâm nước mắm anh đây tính ra mấy đứa anh được mà mấy đứa nãy giờ khen ngon rõ ràng đúng không ngon béo thì cái mà khi mình biết để hả anh mình đi bố ơi thì có một sự thật là mấy thanh niên trong team mình dội con này đúng nha các bạn nhưng mà hôm nay chứng thực là mấy đứa ăn được rồi cho nên mấy đứa mai mốt đừng có bao giờ cứ từ chối con này thôi cái gì em từ chối em biết không bao giờ uống trà sữa hay là ăn dưa hấu của anh Phú đưa cho em béo không phải ngon phải khen ngon ngon đúng không nhỉ ngon